Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cập nhật giá vàng hôm nay 8 tháng 10, vàng miếng SJC đứng ở mức 84 triệu đồng một lượng. Theo nguồn tin từ báo Quân đội Nhân dân, giá vàng hôm nay 8 tháng 10, giá vàng thế giới giảm nhẹ vào đầu tuần khi kỳ vọng Fed sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất ngày càng yếu đi, đã hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Giá vàng miếng trong nước tiếp tục được duy trì ổn định ở mức 84 triệu đồng một lượng, trong khi đó giá vàng nhẫn được điều chỉnh nhẹ. Hiện tại giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 84 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua, giá vàng hầu hết các thương hiệu được niêm yết ở mức 82 triệu đồng một lượng. Riêng phú quý SJC mua vào cao hơn 300.000 đồng so với các thương hiệu khác. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 4 số 9 niêm yết ở mức 82 triệu đồng một lượng mua vào và 83,3 triệu đồng một lượng bán ra. Doji tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giảm giá mua 100.000 đồng xuống 82,75 triệu đồng một lượng, nhưng giữ nguyên mức giá bán của rạng sáng qua là 83,6 triệu đồng một lượng. Tương tự, giá mua vàng nhẫn thương hiệu PNG cũng được điều chỉnh giảm 100.000 đồng xuống 82,7 triệu đồng một lượng. Giá bán duy trì ở mốc 83,6 triệu đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 82,68 triệu đồng một lượng mua vào và 83,58 triệu đồng một lượng bán ra, không đổi so với rạng sáng qua. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn ở mức 82,7 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 83,6 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới giảm với giá vàng giao ngay giảm 14,6 đô la xuống còn 2.643,1 đô la một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.661,9 đô la một ounce, giảm 11,4 đô la so với rạng sáng qua. Sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ đã gây áp lực lên kim loại màu vàng trong phiên giao dịch đầu tuần. Chỉ số US Dollar Index dao động ở mức cao nhất trong 7 tuần, khiến vàng thỏi được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao Peter A. Grant của Zahner Meston cho rằng sức mạnh của đồng đô la Mỹ là lực cản ngắn hạn, ngăn cản giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới. Mặc dù vậy, Grant lạc quan rằng giá kim loại quý này vẫn có khả năng cán mốc 2.700 đô la một ounce trong ngắn hạn và 3.000 đô la một ounce trong dài hạn, trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao do lo ngại căng thẳng địa chính trị cùng với bất ổn khi cuộc bầu cử tại Mỹ đang đến gần. Trong khi đó, chuyên gia phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của RT Traders cho rằng giá vàng có thể sẽ giằng co giữa sức mạnh của đồng đô la Mỹ và nhu cầu trú ẩn an toàn. Theo ông, dữ liệu kinh tế sắp tới của Mỹ có thể là yếu tố quyết định phá vỡ thế bế tắc này. Thị trường hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất của Mỹ. Nhà phân tích thị trường Carlo Alberto de Casa của Kinesis Money cho rằng dữ liệu tiêu dùng tuần này có thể giúp giới đầu tư phần nào dự đoán được bước đi tiếp theo của Fed. Theo dự đoán của chuyên gia này, sẽ không có bất ngờ nào bởi thị trường hiện đang gần như chắc chắn khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ xem xét việc cắt giảm lãi suất chỉ 25 điểm cơ bản. Các nhà giao dịch hiện thấy có 84% khả năng Fed sẽ chỉ cắt giảm lãi suất 1/4 điểm phần trăm vào tháng tới, khi báo cáo việc làm của Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế. Dữ liệu mới nhất có thể sẽ khiến Ngân hàng Trung ương Mỹ xem xét lại các mức cắt giảm tại các cuộc họp tiếp theo. Đồng đô la Mỹ tăng giá sẽ không phải là kịch bản tốt cho vàng. Tuy nhiên, vàng thỏi vẫn giữ được sự ổn định, khẳng định sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư đối với vàng thỏi. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị cũng hỗ trợ nhu cầu vàng, De Casa cho biết. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kiko ở mức 2.643,1 đô la một ounce, tương đương gần 79,7 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế phí.
chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 4,3 triệu đồng một lượng. Chấp nhận giá cao, người dân mua vàng từ chợ đen để giải quyết nợ. Theo báo Dân Trí, hiện tượng khó khăn trong việc mua vàng miếng đã trở thành nỗi lo lắng lớn cho nhiều khách hàng. Nhiều người đang gặp khó khăn khi không thể mua được vàng miếng để thanh toán nợ từ nhiều năm trước, trong khi thị trường chợ đen lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về tình hình này. Chị Trương Ngọc, cư dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang cần mua gấp 5 lượng vàng để trả nợ. Tuy nhiên, suốt nhiều tuần qua, chị gặp phải khó khăn liên tục khi cố gắng mua vàng. Kể từ đầu tháng 8, chị liên tục canh đặt mua trực tuyến từ sáng sớm, nhưng thường xuyên nhận thông báo hết lượng bán trong ngày. Để giải quyết vấn đề, chị Ngọc đã tìm đến các hội nhóm trên mạng xã hội và quyết định mua lại suất mua vàng với giá 200.000 đồng, dù điều này gây ra lo ngại về chất lượng và tính pháp lý của vàng. Gần đây, một số ngân hàng quốc doanh như Vietcombank và Vietinbank đã điều chỉnh quy trình giao nhận vàng miếng SJC. Các ngân hàng này đã thông báo rằng khách hàng sẽ nhận vàng miếng sau 2 ngày làm việc, kể từ thời điểm đăng ký và giao dịch thành công. Theo giải thích từ Vietcombank, sự thay đổi này nhằm cải thiện quy trình vận chuyển, giao nhận và quản lý vàng miếng. Trong khi đó, các ngân hàng khác như Agribank, BIDV và công ty SJC vẫn duy trì phương thức đặt lịch online và giao vàng trong ngày khi giao dịch thành công. Chị Ngọc chia sẻ rằng, dù đã đăng ký được suất mua vàng, nhưng quá trình mua và nhận vàng kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Việc mua vàng không còn dễ dàng như trước, mà giờ đây người mua phải trải qua nhiều bước, từ đăng ký trực tuyến, chờ đợi thời gian giao hàng. Chị Ngọc cũng bày tỏ sự lo ngại khi thấy nhiều tài khoản trên các hội nhóm mạng xã hội rao bán vàng miếng SJC với giá chênh lệch từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng so với giá của các doanh nghiệp niêm yết. Cô lo lắng về chất lượng và tính hợp pháp của vàng khi giao dịch trên chợ đen. Tương tự, chị Thùy Dương ở Hoàng Mai, Hà Nội đang tìm mua 4 lượng vàng miếng SJC để trả nợ. Dù đã cố gắng đặt mua vàng qua các ngân hàng quốc doanh và công ty SJC nhiều ngày qua, chị vẫn không thành công. Nhu cầu mua vàng trong nước hiện vẫn rất cao, với lượt đăng ký của các ngân hàng quốc doanh và SJC thường xuyên bị kín chỗ ngay sau ít phút mở cửa. Nhiều khách hàng gặp tình trạng báo lỗi hệ thống khi đăng nhập và đặt mua vàng trực tuyến. Chị Dương cũng gặp khó khăn khi đến các cửa hàng kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội, không thể mua được vàng miếng. Hiện giá bán vàng miếng SJC đang ở mức 81 triệu đồng một lượng. So với 5 năm trước, giá đã tăng thêm gần 40 triệu đồng một lượng. Điều này đã khiến chị Dương đau đầu, không biết mua vàng miếng SJC ở đâu để trả nợ. Chị chia sẻ rằng, người bạn cho vay chỉ chấp nhận vàng và chị không biết làm cách nào để mua vàng miếng SJC. Một số người khuyên chị ra cửa hàng vàng, chờ người tới bán, nhưng chị lo lắng về việc đảm bảo chất lượng của vàng. Trái ngược với sự trầm lắng tại các cửa hàng vàng chính thức và ngân hàng, thị trường chợ đen vẫn rất nhộn nhịp. Nhiều tin rao bán vàng miếng với giá từ 82,5 triệu đồng đến 83 triệu đồng một lượng, cao hơn từ 1 đến 2 triệu đồng một lượng so với giá niêm yết. Chị Dương phát hiện tại Hà Nội có các cá nhân không đăng ký kinh doanh, không mở tiệm vàng, nhưng thường thu gom vàng miếng SJC từ thị trường và bán lại cho những người cần vàng như chị. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã đưa ra những phân tích về tình trạng thị trường vàng hiện tại, cho thấy rõ sự giảm nhiệt của thị trường vàng sau nhiều tháng cao điểm. Theo ông, đây là giai đoạn thấp điểm của thị trường khi nhu cầu mua bán vàng thường gia tăng vào đầu và cuối năm. Thực tế, sự thay đổi trong quy định của cơ quan quản lý nhà nước và ngân hàng nhà nước cũng đã tác động lớn đến tâm lý các nhà đầu tư, khiến họ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định mua vàng. Những biện pháp như khai báo và đăng ký mua vàng trực tuyến, cùng việc phải chờ 2 ngày để nhận vàng sau khi giao dịch thành công, đã làm giảm sức nóng của thị trường, khiến nó trở nên kém sôi động hơn trước. Ông Huân cảnh báo rằng việc bình ổn giá vàng bằng mọi giá có thể ảnh hưởng đến tỷ giá và lạm phát. Vì vậy, ngân hàng nhà nước nên tìm kiếm các phương án hiệu quả hơn. Ông gợi ý, Việt Nam có thể học hỏi từ mô hình của Mỹ, nơi mà trong thời điểm căng thẳng giá vàng, người dân không giữ vàng vật chất mà chỉ giữ chứng chỉ vàng và gửi vàng tại ngân hàng trung ương, nơi ngân hàng có thể trả lãi suất cho người gửi. Tuy nhiên, để áp dụng mô hình này, Việt Nam cần một lộ trình xây dựng cụ thể.
Ông Huân cũng nhấn mạnh rằng nhà nước nên khuyến khích người dân gửi vàng cho ngân hàng trung ương với mức lãi suất thấp. Ngoài ra, ông Huân chỉ ra rằng dự trữ ngoại hối của Việt Nam không nhiều và việc sử dụng ngoại hối để bình ổn thị trường vàng có thể phải trả giá cao. Việc tập trung quá nhiều nguồn lực vào thị trường vàng có thể làm tăng cường độ sốt của thị trường này. Do đó, cần có những biện pháp để giảm sức hấp dẫn của thị trường vàng và hướng người dân sang các kênh đầu tư khác có lợi cho sự phát triển của nền kinh tế. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho biết, việc người dân không thể mua vàng đã dẫn đến sự hình thành của thị trường chợ đen, nơi buôn bán vàng ngầm giữa các tổ chức và cá nhân. Dù theo quy định, người dân chỉ được phép giao dịch vàng tại các thời điểm mua bán vàng được cấp giấy phép. Nhưng với mức giá vàng hiện tại, các đơn vị được phép có thể không bán được vàng vì giá mua vào trước đây đã lên tới 85-90 triệu đồng một lượng, trong khi giá bán chỉ 78-80 triệu đồng một lượng, sẽ dẫn đến lỗ. Vì vậy, các công ty dù có vàng cũng không muốn bán. Ông Hiếu nhấn mạnh rằng thị trường chỉ có thể bình ổn khi nguồn cung dồi dào và kéo giá giảm. Khi giá vàng ở mức thấp, nhu cầu sẽ tiếp tục tăng. Nếu nguồn cung vàng được cải thiện, vấn đề tỷ giá sẽ phải được ngân hàng nhà nước tính toán kỹ lưỡng. Trong khi giao dịch trên thị trường chợ đen, người mua cần lưu ý đến chất lượng vàng và tính thanh khoản của vàng, đặc biệt là vàng nhẫn. Một số trường hợp cho thấy vàng mua tại một cửa hàng có thể chỉ bán được ở cửa hàng đó vì giá thu mua ở các cửa hàng khác có thể thấp hơn nhiều. Chuyên gia cũng lưu ý rằng thị trường chợ đen có thể gặp phải tình trạng vàng bị hao hụt, vàng giả hoặc không đảm bảo chất lượng. Người dân thực sự có nhu cầu mua vàng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao dịch tại thị trường này. Đối với những người mua vàng để đầu tư hoặc đầu cơ, nên hạn chế vì có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.